Giới thiệu các anh chị là năm cái mấu chốt quan trọng cần thiết để chúng ta đưa cái KPI vào tổ chức chúng ta cho nó thật tốt. Hai cái sai lầm nghiêm trọng chúng ta cần tránh. Và như vậy các anh chị đón con số 4 còn lại là bốn cái định hướng trong cái chuyện là sử dụng KPI trong cái tình hình dịch bệnh. Được không ạ? Rồi tôi giới thiệu các anh chị. Cái con số đầu tiên là con số 5. Năm cái mấu chốt quan trọng để chúng ta đưa KPI vì thời gian nó không có nhiều cho các phần trao đổi của tôi, cho nên tôi sẽ không có dẫn dắt câu chuyện một cách bài bản. Tôi xin phép các anh chị là sẽ đi nhanh focus để chúng ta làm việc cho nó tốt nha. Hầu hết các tổ chức đưa ra mục tiêu và đưa ra cái kết quả mong đợi gắn liền với mục tiêu của mình một cách rất rõ ràng và cụ thể, nhưng sau đó đưa KPI vô để làm công tác quản trị thì nó gãy và nó chết queo. Lý do sao nó chết queo thì nó có một số vấn đề cực kỳ là quan trọng. Thì đây là vấn đề đầu tiên xin chia sẻ với các anh chị. Nhân viên không tin vào sếp, sếp không tin vào nhân viên, giữa các quản lý không tin vào nhau. Nói tóm lại là trong tổ chức chúng ta mọi người không tin tưởng vào nhau, và đó là lý do đưa cái công cụ quản trị gì vào cũng chết. Tôi lấy ví dụ cụ thể nè. Khi đưa KPI vô, nhân viên liên tưởng đến chuyện cách thức sếp đánh giá để phân loại mình, để rồi xem lại chính sách phúc lợi của mình. Người nhân viên nhận cái KPI là nghĩ như vậy. Người sếp thì nghĩ là nhân viên của mình đưa cái này nó gian lận, nó lỡ nó làm vậy thì sao, lỡ cái kia nó thì sao. Và đó là lý do chúng ta đưa KPI vào là nó không hoạt động được, nó chết. Cho nên cái việc đầu tiên của các anh chị, nếu các anh chị muốn dùng bất kỳ một phương pháp quản trị nào để nâng cao hiệu quả tổ chức, để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu tối ưu, không chỉ riêng về KPI, thì việc đầu tiên các anh chị cần làm đó là phải làm sao để anh em nó tin tưởng vào nhau. Đây, câu chuyện này không hề đơn giản một tí xíu nào. Ví dụ xưa nay tôi hành xử với nhân viên, tôi nói một đường, tôi nghĩ một nẻo và cái cách thức tôi làm lại là một kiểu khác. Nó tóm lại là nói một đường chơi một nẻo là một kiểu. Thì các bạn hình dung tôi nói kiểu gì ở dưới nhân viên tôi nó cũng chống đối, mà thậm chí nó gật đầu, nó vâng ạ, dạ thưa. Nhưng đằng sau đó là cái việc bất cộng tác và không hợp tác là chuyện bình thường. Các anh chị hình dung như thế. Bản thân tôi nói chuyện với cái người có mặt, người vắng mặt không giống nhau. Hôm nay tôi họp với ban lãnh đạo tôi nói khác, ngày mai tôi họp với nhân viên tôi nói khác, ngày hôm sau tôi họp với nhóm này tôi lại nói về nhóm kia. Nói chung là mọi người sẽ không tin tưởng. Đây là câu chuyện rất là lớn. Cho nên một khi mà các anh chị không tin vào nhau thì câu chuyện làm việc của chúng ta cực kỳ là khó khăn, cực kỳ là trở ngại. Cho nên cái việc đầu tiên cần làm để đưa KPI vào trong các quản trị, để vào trong quản trị để gia tăng cái hiệu quả, đó là phải kiến tạo niềm tin. Phải tạo dựng niềm tin, cái mối tin tưởng giữa các nhân sự trong tổ chức với nhau, giữa các phòng ban với nhau, và giữa nhân viên với lãnh đạo, giữa các quản lý với đồng cấp của mình. Cho nên ở đây tôi có trích một cái câu nói liên quan đến trust, về một cái nguyên lý nền tảng. Cái sự đáng tin của một con người dành cho một con người, nó là cái thứ thay đổi tất tần tật mọi thứ. Niềm tin là cái thứ thay đổi, nếu có một cái thứ gì đó duy nhất làm thay đổi mọi thứ trên cuộc đời này, đó chính là trust, chính là niềm tin. Nếu tổ chức của các anh chị vượt qua được cái này rồi thì lúc này chúng ta mới bàn cái câu chuyện là những khía cạnh khác chúng ta cần bàn. Nó giống như các bạn hình dung, nếu một người người ta tới, người ta hành xử với mình rất tốt, nhưng trong thâm tâm mình nghĩ họ có mưu đồ, thì các anh chị biết chắc chắn một điều, các anh chị không thể nào cộng tác người đó. Có thể gật đầu, dạ thưa, nhưng mà việc làm nó lại khác. Các anh chị hình dung như vậy. Cho nên trust là cái thứ đầu tiên, niềm tin là cái thứ đầu tiên, phải làm cho anh em nó tin vào nhau trước đã, được không ạ? Rồi cái mấu chốt thứ hai, là không hiểu được về cái bản chất của KPI. Đây là cái mấu chốt thứ hai. Các anh chị biết đó,
là hầu hết các cái dịp mà tôi tiếp cận với doanh nghiệp á, mà khi tôi thực hiện cái khảo sát, khi tôi huấn luyện về KPI, khi tôi đi tư vấn, khi tôi nói chuyện với các anh chị, thì tôi luôn luôn có một cái khảo sát trong lớp. Trong cái chương trình của chúng ta hôm nay, có một số anh chị là đã tham dự cái chương trình KPI mà tôi huấn luyện 3 ngày rồi, thì cũng các anh chị cũng thấy tôi luôn thực hiện cái bài tập khảo sát này ngay từ lúc ban đầu luôn. Thế về bản chất á, thì theo anh chị quản lý điều hành á, thì KPI nó là cái gì? Về bản chất thôi, nó là cái gì? Thì các anh chị biết kết quả của nó như thế này nè. Kết quả của nó là hầu hết tất cả các nhà quản lý đều họ cho rằng KPI là dùng để đo lường. Dùng để đo lường. Đo để làm gì? Đo để phân loại nhân sự, để thực hiện cái chính sách phúc lợi được công bằng. Các anh chị dùng như vậy. Và dùng để phân loại nhân sự, để phân chia cái chính sách phúc lợi được công bằng. Và đây là lý do Key Performance Indicator được chuyển thành Key Political Indicator. Các anh chị hình dung hen. Tôi lấy một cái ví dụ này để các anh chị có thể thấy rõ này. Giả sử tôi là người đứng đầu công ty, tôi nói anh em hãy đi khám bệnh đi, bạn nào mà sức khỏe loại 1 thì giữ lại, bạn nào sức khỏe loại 2 thì công ty sẽ cho nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo. Thế các bạn hình dung á, nhiệm vụ của những nhân viên trong tổ chức tôi là phải tìm một chỗ nào đó để khám bệnh và mang cái giấy khám của bác sĩ đem về đây để coi phân loại như thế nào. Thì các bạn sẽ biết nhân viên các anh chị nó có 1001 cách để nó có sức khỏe loại A, loại 1 mà không bị đuổi ra khỏi tổ chức. Tương tự như vậy, khi chúng ta đặt cái việc đưa KPI làm công cụ đánh giá để phân loại, để chia lấy phúc lợi cho ngon lành, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến tình trạng là mình phải đạt được mục tiêu cá nhân mình bằng mọi giá. Lúc này tôi Sài Gòn, tôi không có bác sĩ quen, tôi về quê, tôi kêu một ông bác sĩ quen, mày muốn bao nhiêu tiền? Nói tao phải là loại 1, không nói tiếng nào hết trơn. Anh chị dùng như thế. Và thậm chí không chỉ gian lận mà nó còn rất nhiều hệ lụy phát sinh khi chúng ta nghĩ tới cái chuyện này. Rồi bây giờ tôi giải thích cái từ công bằng tí xíu. Như thế nào gọi là phân chia công bằng? Liệu lấy cái thước đo đó làm cơ sở để phân chia cho công bằng, thì cái khái niệm công bằng này nó có tồn tại trong tổ chức của mình hay không? Câu trả lời là không. Tại vì công bằng là một sự tương đối và nó phụ thuộc hoàn toàn vào kỳ vọng của người lao động. Chia 9 phần, người ta giữ lại 1 phần, giao cho đối tác 9 phần, chính xác, đối tác cũng cảm thấy không công bằng. Đúng không? Cho nên câu chuyện của chúng ta, nếu chúng ta hiểu về bản chất KPI một cách chuẩn xác thì chúng ta sẽ không rơi vào cái bẫy như thế này. Cái Key Performance Indicator như là một công cụ quản trị. Đây là cái ý đầu tiên. Công cụ quản trị là gì? Quản trị là hoàn thành mục tiêu tối ưu trong nguồn lực hữu hạn. Chúng ta tạo ra giá trị tối ưu trong nguồn lực hữu hạn. Tôi dùng KPI để tôi tạo ra giá trị tối ưu, thay vì dùng KPI để chia cá, thì dùng KPI để đánh bắt cá. Khi tôi mang về một thuyền cá, 5 anh em chia. Khái niệm công bằng bây giờ nó trở nên hết sức đơn giản. Mày nhỏ nhất mày xuống mày xúc đi, mày xúc mệt rồi tới ăn. Còn vài con cá dưới thuyền không đứa nào lấy, đổ nó xuống lại với biển cho nó sống. Cái khái niệm công bằng bây giờ nó trở nên rất là dễ. 100 triệu chia cho 10 thằng nó khác với vài tỷ chia cho 10 thằng. 100 triệu chia cho 10 thằng, một thằng hơn nhau 1 triệu là cái lỗi. Nhưng 1 tỷ chia cho 10 thằng thì cái việc hơn nhau 1 triệu 2 triệu không là vấn đề nữa. Cho nên chúng ta dùng KPI để phục vụ trong công tác quản trị, nó như là một công cụ quản trị, đó là điều tốt nhất. Cái vấn đề thứ hai chúng ta có thể dùng KPI thì nó cũng chưa đến lượt gọi là công cụ để mà đo lường đánh giá.
chúng ta làm gì ra kết quả gì, làm gì ra kết quả gì, chúng ta phải đo. Các phòng ban làm gì để ra kết quả công ty, chúng ta phải đo. Các cá nhân làm gì để ra kết quả bộ phận, chúng ta phải đo. Và khi chúng ta đo, chúng ta làm cái gì ra cái gì, làm cái gì ra cái gì, thì chính cái kiến thức của chúng ta về cái hoạt động trong thực tế các phòng ban trong tổ chức chúng ta nó được nâng lên. À, đây là vấn đề thứ hai. Nó giúp chúng ta nâng cái hiểu biết của các cấp về cái căn nguyên chúng ta làm gì để tạo ra hiệu quả cho cái team của chúng ta. Các quản lý biết là từng phòng ban làm gì để tạo ra kết quả cho tổ chức. Ban lãnh đạo cấp cao biết mình làm cái gì để đạt được cái mục tiêu kỳ vọng của hội đồng quản trị. À, và đây chính là cái hiểu biết về chính cái hoạt động quản lý điều hành của mình. Ngày xưa không đo, không biết gì hết trơn. À, còn bây giờ mình đo, mình biết. Ngày xưa mình không đi khám sức khỏe, mình không có chụp X-quang, mình không xét nghiệm máu, mình không xét nghiệm nước tiểu, mình không đo điện tâm độ, mình không biết cơ thể mình khỏe như thế nào. Và bây giờ mình đo, mình biết, à thì ra mình bị vấn đề này nó dẫn đến tình trạng này, bị vấn đề này mình dẫn đến tình trạng kia, và bắt đầu mình sẽ dùng nó như một công cụ quản trị để cải thiện sức khỏe của mình. Thế là mình biết, à với cái cơ địa của mình làm như thế nào mình sẽ ngon lành. Và mỗi một tổ chức có một cơ địa khác nhau, không có cái tổ chức nào giống tổ chức nào cả, được không ạ? Như vậy nếu cái key performance indicator nó có 10 chức năng thì trong đó nó có hơn 9 chức năng là phục vụ cho hai cái mục đích đầu tiên. À, nó là công cụ quản trị. Quản trị không được, phải cần tìm hiểu căn nguyên. À, quản trị tốt rồi, hiệu quả rồi, chúng ta mới tìm hiểu căn nguyên và sau đó mới nói đến vấn đề còn lại, đánh giá cái kết quả hoàn thành nó ra sao. À, và các anh chị lưu ý, anh chị nào mà tham dự cái lớp KPI tôi huấn luyện đó, nó có cái nguyên tắc số 5 trong chuyện thiết lập KPI. Để tạo ra kết quả vượt trội phải có sự huấn luyện, nhưng để duy trì kết quả vượt trội phải có sự tưởng thưởng. Cái sự tưởng thưởng chỉ dành cho những kết quả vượt trội nó mới có tác dụng. À, các bạn nào biết nguyên tắc của Chakwell thì các bạn sẽ hiểu cái nguyên lý này rất tốt, được không ạ? À? Như vậy cái vấn đề thứ hai, chúng ta không hiểu bản chất, cho nên suốt ngày chúng ta thiết lập để đo, để đánh giá, để phân loại, để nghĩ đến phúc lợi, đo đánh giá phân loại nghĩ phúc lợi, cuối cùng mọi người thay vì nhào vô làm việc tìm hiểu ra vấn đề đó nằm ở đâu thì mọi người tìm cách giành lấy cái phần về cho mình, lấy hết mọi trí não để giành lấy cái phần cho mình, và nó không trở nên tạo ra giá trị cho tổ chức. Công ty lợi nhuận không có, thương hiệu không ai biết đến, còn lâu mới có cái để chia. À, cho nên đây là vấn đề thứ hai. Rồi bây giờ cái vấn đề thứ ba, tại sao chúng ta đưa KPI vào tổ chức chúng ta nó gãy? À, hai vấn đề đầu là tôi đã chia sẻ rồi, tôi chia sẻ với anh chị vấn đề thứ ba. Tôi hiểu bản chất nó rồi, nhưng tôi nói thiệt, đó là tôi thấy hiện nay nó cũng tốt mà. Đúng không? Quản trị theo cái cách từ xưa tới giờ nó cũng hiểu mà. Việc gì phải là đưa cái KPI, KPI gì đó vào, nó mệt mỏi lắm. À, cái nguyên nhân thứ ba chúng ta đưa vào không được là vì chính cái đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chính cái đội ngũ quản lý cấp trung và những nhân sự then chốt ở trong tổ chức chúng ta không nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải dùng nó. À, và trong cái phần này á, tôi sẽ giới thiệu các anh chị cái nguyên lý đơn giản thôi để chúng ta có thể hình dung. À, trên cái hình các anh chị thấy á, có một cái nhân vật mà trèo lên cái đỉnh núi tuyết á. Các anh chị biết theo luật của tự nhiên, một là ông ta sẽ đi xuống, xong rồi trèo lên một cái đỉnh tiếp theo, hoặc là đi xuống luôn. À, nó là như vậy, luật của tạo hóa nó là như vậy. Khi chúng ta đạt đến được sự thành công trong một giai đoạn này thì nó sẽ chứa đựng một cái hạt giống thất bại cho giai đoạn tiếp theo. Cái hạnh phúc trong một cái mối tình nó sẽ hàm chứa một cái mối nguy cho cái chuyện chia tay và tan vỡ. À, đứng trên đỉnh cao thì nó sẽ có khả năng trục xuống bên dưới trũng. Cái đó là luật của tạo hóa, luật của tự nhiên và của vạn vật, phải cần phải bàn luận. Thì quản trị chúng ta không thể thoát khỏi cái luật tự nhiên được. Ở đây tôi có ghi một cái câu vui vui thôi. Sự thành công của một doanh nghiệp trong một cái giai đoạn
A này này nó sẽ chứa đựng một hạt giống thất bại cho giai đoạn B. Cho nên để phát triển bền vững và trường tồn, mỗi một cái giai đoạn nhà lãnh đạo tổ chức phải nhận biết được đâu là thời điểm để chúng ta chuyển đổi. Chứ nếu không thực hiện sự chuyển đổi thì ngay lập tức hạt giống thất bại nó tiếp đất, mà khi nó tiếp đất thì nó bén rễ, mà khi nó bén rễ thì cây thất bại sẽ hình thành. Và cái giá chúng ta trả nó là như vậy. Các anh chị hình dung, nếu mà xưa nay mình dựa vào con người quản trị hoặc là tất cả đều xoay quanh mình nói làm sao anh em nó nghe vậy, mình kêu sao anh em làm vậy, thì rõ ràng á cái năng lực tổ chức chúng ta nó chưa được tạo ra tối ưu. Giả sử giá trị của nó có thể tạo ra 1.000, hiện nay chúng ta chỉ tạo ra cỡ 110, thậm chí 1-2 thôi. Ok, rồi như vậy chúng ta đã qua ba cái mấu chốt quan trọng. Bây giờ tôi giới thiệu các anh chị cái mấu chốt thứ tư là chúng ta không biết cách thiết lập, không biết cách vận hành nó một cách khoa học. Về vừa rồi á, tôi lấy cái ví dụ về cái quá trình trưởng thành doanh nghiệp á, thì nó có 5 cái giai đoạn. Tôi không có thời gian nhiều, tôi phân tích các anh chị ba cái giai đoạn để các anh chị nhận thấy sự cần thiết phải đẩy cái doanh nghiệp nó phát triển lên giai đoạn 3 nha. Và tất nhiên giai đoạn 3 các anh chị làm tốt KPI nó giúp cho các anh chị triển khai giai đoạn 4 5 cực tốt. Rồi tôi giới thiệu các anh chị cái mấu chốt thứ tư là chúng ta không biết cách thiết lập và không biết cách xây dựng và vận hành cái KPI đó một cách khoa học. Thì bây giờ trong chương trình này chúng ta thời gian ngắn quá, không thể nào mà ngồi nói các anh chị bây giờ dạy cái cách xây như thế nào, và chúng ta ngồi bàn một hồi cho tới 3 ngày nữa mới hết. Lúc đó ban tổ chức event này tới lôi tôi ra xử cho một trận, vì cái tội là đây là tọa đàm chứ không phải là một buổi training, không phải một buổi huấn luyện. Cho nên là tôi sẽ nốt lại cái ghi chú này: nếu chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta cần phải am tường về nó. Một người làm nghề kế toán tài chính không biết gì về chuẩn mực kế toán tài chính, không biết gì về nghị định thông tư, không biết gì về những hướng dẫn thì không bao giờ làm cái công tác kế toán tài chính tốt được. Một người không biết gì về KPI, không nắm về công cụ phương pháp của nó một cách khoa học và bài bản thì việc thiết lập vận hành hoàn toàn là khó khăn. Một người không biết gì về cơ kết cấu, không biết về gì về kỹ thuật, không biết gì bản vẽ mà bắt kêu người ta thiết kế về kết cấu, các anh chị biết chắc chắn là xây lên là sập, không nói tiếng nào hết trơn đó. Cho nên ở đây câu chuyện của chúng ta là vấn đề thứ tư, đó là không biết cách thiết lập, không biết cách vận hành nó một cách khoa học. Rồi các anh chị nên tìm hiểu vấn đề thứ năm, đó là để làm được bất cứ một việc gì chúng ta cần phải có sự kiên trì và nỗ lực bền chí để thiết lập và vận hành nó. Chúng ta không thể nào hôm nay mình nghĩ tới chuyện tập thể dục và nhào ra tập thể dục một bữa như vậy là mình có sức khỏe trọn đời, không có. Và một trong những cái cạm bẫy của rất nhiều doanh nghiệp nha là luôn luôn trông chờ vào ai đó để giúp mình nâng tầm cái hệ thống quản trị của mình lên. Cái này là kỳ nguy hiểm. Giống như mình phải trông chờ ai đó để giúp mình để cải thiện sức khỏe của mình, cái đó không không ổn rồi. Mình mới là người cải thiện sức khỏe của chính mình. Các anh chị dùng như vậy, cái câu chuyện của nó là như thế. Cho nên chúng ta phải kiên trì và nỗ lực trong quá trình thiết lập vận hành.